Ok, xin chào anh chị và các bạn. Thì mình là Tuấn đây. Và ngày hôm nay thì mình đi giao cây kè cá, cái cây kè cá của bên mình á, cho một vị khách đặc biệt là chính tay mình giao luôn. Và sẵn hôm nay mình ghé đây thì mình sẽ quay review về cái tiệm của anh này cho các bạn xem ha. Ok, mời anh chị em theo chân mình. Và đây là cái bao 500 cây kè cá của mình ha. Và phía bên kia là tiệm của bạn Tiếu Guppy Store. Đường này là đường Phạm Văn Hai ha. Bây giờ mình đi qua bên kia đường. Ở đây thì nó cũng hơi xe, thành ra qua đường thì hơi cẩn thận ha. Ok, mình đã qua được bên đây đường này các bạn ha. Đây là 127 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình. Có số điện thoại là 077-222-7772. Bây giờ mình đi vào trong ha. Ok, và bây giờ mình đi vào mình giao cây kè các bạn ha. Hello Tếu. Ủa anh Tuấn, đang làm gì á? Dạ em đang lau chùi sơ lại nha. Đây khách biết nên giao cây kè tận nơi luôn thấy không? Đếm nha, dạ, 500 cây đủ á. Bạn ơi vô đếm giùm anh cái đẹp. Hôm nay đi đâu đang thang tự đi giao vậy không đi sơ? Đi khách đặc biệt thành ra là mình sẽ giao tới nơi luôn các bạn. Hôm nay sẵn dịp đi giao cây kè cho em á. Hôm bữa ngoài hội chợ thì anh có hứa với mấy bạn á là sẽ quay review cái tiệm của em cho các bạn xem. Sẵn tiện hôm nay thì em có thể giới thiệu anh và các bạn biết là mình kinh doanh những sản phẩm nào không? Chào các bạn ha, mình là Tiếu. Mình là chủ của cửa hàng Tiếu Guppy Store. Thì mình ở đây mình kinh doanh tất cả các loại cá thủy sinh. Thì chủ yếu là bảy màu và những dòng như tôm, tép, thủy sinh và đặc biệt là mấy phụ kiện. Xin giới thiệu các bạn một cái bật mí nhỏ rằng là Tếu là một cái kênh bán phụ kiện rất là mạnh trên Shopee nha các bạn. Ok, bây giờ mình đi tham quan ha Tếu ha. Dạ. Mình giới thiệu các bạn ha, đây là những dòng chủ lực của mình, đó là dòng bảy màu. Thì đây mình có bán lúc thường từ thời điểm nhưng mà nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm cỡ 20-30 dòng bảy màu. Thì chủ lực của mình ở đây cũng những dòng như là Full Red và Full Gold, Dumbo, Lutobat, những Antler. Đây là Full Red đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là Full Red ha. Đây là dòng mà bạn bán chạy nè. Cái này kêu mình kêu bằng gì ta? Ở đây bạn có ghi tên luôn nè. Rất là dễ lựa chọn các bạn ha. AB Tiger King là Albino Tiger King ha. Anh cũng mới vào bảy màu rồi Tếu, thành ra là có một số cái anh cũng lớn ngớ lắm. Còn cái này là Lutobat Ribbon. Lutobat Ribbon ha. Giá của nó là 150k một cặp. Cái này nó có tùy theo thời điểm thì giá thành nó khác nhau không? Đúng rồi anh, thì điểm anh cái dòng này là dòng tai bơi dài. Thì cái này nếu mà như cách đây tầm cỡ một năm trước á, những dòng như vậy nó đâu đó nó phải tầm cỡ vài trăm tới cả triệu. Ồ, nó cao dữ vậy. Đúng rồi, bây giờ rồi rất nhiều rồi. Cái con này con quay mua sắc anh. Quay mua sắc à? Dạ. Ồ, đẹp ha. Hôm bữa mình cũng có loại này nè, nhưng mà không đẹp bằng bản Tiếu ở đây. Còn cái này cũng là Lutobat Ribbon ha. Lutobat Ribbon cũng là hàng rẻ hơn. Cái này nó không có tay bơi bướm à? Dạ, không, chứ là không đẹp bằng kia. Bên kia bên đây là nó có tay bơi bướm nè. Đó, phân biệt chỉ khác nhau chút xíu thôi là nó giá thành nó khác nhau nhiều lắm bạn. Bên kia cánh tiên gì đó. Ở đây mình có là Blue Ender. Cái này là bảy màu hoang dã đúng không? Đúng rồi, nó màu rừng. Đây là Meadow Blue nè. Meadow Blue, tụi này thì bán gần hết rồi ha. Dạ, cái đó gần hết. Rồi ở đây mình có Snacking, Blue Tail, rất là nhiều loại luôn các bạn. Middle Red nè, ở đây là rồng đỏ ha. Rồng đỏ. Ngoài ra đây thì tụi em còn có Blue Moscow. Blue Moscow. Dạ. Cái này làm sao mình nhận diện đó là Blue Moscow ta? Anh thấy nó cũng giống cái tụi như Half Black Blue này nọ. Cái này thì có màu xanh, là màu xanh đen nó pha nhau, nó hòa nó nhau. Trộn với nhau dạ, hả? Đúng rồi. Nó không có chia mảng như con Half Black. Dạ. Còn đây là Dumbo Red Mozart. Dumbo Red Mozart hả? Dạ. Đây cũng là một dòng Antler Topwood. Dạ. Đẹp quá anh ha. Lời này rất là đẹp nè. Anh nhìn thấy nó... Những dòng mà tụi này khỏe không em? Dạ, những dòng này nếu mà những bạn thường, những bạn mà mới chơi hoặc là những bạn nuôi hồ thủy sinh á, em sẽ tư vấn, em hứa họ vô những dòng này. Tại một là nó khỏe, hai nữa là cái phong cách của nó gì nó hoang dã, nó hợp những cái phòng hồ thủy sinh hơn. Những dòng này những bạn mới chơi thì họ nuôi họ dễ tập được, họ cho sinh đẻ, những dòng này nó dễ sinh sản hơn nhiều. Thật ra thì ngoài cái chuyện mà nó khỏe ra thì anh thấy nó đẹp ha. Dạ. Nhưng mà do là nó có một cái kiếm ở trên như vậy nè. Dạ. Thành ra là có nhiều khi là nếu mà người mới chơi ta nhìn vô ta tưởng bị cắn rách đuôi ha. Mình cũng phải giải thích ha. Dạ, một kiếm. Ở đây mình cũng có Full Red, cái này là Full Red Ribbon nè. Dạ. Có cái tay bơi ra luôn nè các bạn. Dạ. Cũng đẹp, rất là đẹp các bạn. Tiếp theo là mình đây, có đây cũng là con Half Black Blue nè. Cái này nó khác như con kia, con này nó chia mảng màu ra. Đúng rồi ha. Nhìn nó mình nó đen thì đuôi nó là màu xanh. Nhìn nó phân khúc mảng khác nhau ha. Ở đây thì bảy màu mình có được lựa không em?
Dạ được anh. Giá thoải mái hả? Dạ đây nếu mà khách nào mà họ có nhu cầu họ lựa thì bên em vẫn cho thoải mái. À, giá có khác không? Dạ không, bằng giá hết. Kêu chủ ra, ví dụ như kêu em ra lựa có khác không? Em lựa thì nói chung thì tùy khách yêu cầu thôi. Họ thích ví dụ như là nhiều người họ thích cá size lớn hoặc là cá size non. Nhiều người họ lại thích cá mặn màu to. Dạ, tùy yêu cầu của khách. Tùy theo nhu cầu khách ha. Dạ. Ngoài ra ở đây mình anh thấy còn cái loại gì nó hoa băng nè. Dạ rồng xanh. Rồng xanh hả? Dạ. Ồ. Lần đầu tiên anh thấy con này nè. Rồng xanh nó khác rồng đỏ cũng nhiều ha. Đúng dạ, đúng rồi. Đó mà nó để cái mảng selection nó lại không đẹp hơn rồng đỏ. Ừ. Cái dòng này nó mới hay sao em? Dạ không, này cũng lâu rồi anh. Cũng lâu rồi hả? Dạ. Này chắc là thời gian sau anh sẽ nhập loại này về anh chơi nè. Ờ, bên đây là cái dòng mình rất là yêu thích nè. Cái dòng này là lắc mê đồ đúng không? Lắc mê đồ. Ok, cái này rất là đẹp nè các bạn. Mình đang rất là thích loại này, mình cũng đang làm loại này nè, nhưng mà chưa có xịn lắm nè, thành ra chưa có quảng cáo. Dạ, ngoài ra thì bên mình còn một số dòng test thủy sinh, một số dòng test phổ thông cho những người mới chơi, những người không có chuyên sâu về tép. Tép cảnh em à? Dạ, tép cảnh đúng rồi. Đây những người tép đậm màu. Những con này thì tầm có 2.000, 3.000 con tùy số lượng. 2.000 tới 3.000 một con tùy số lượng. Cái tụi này nó dễ sinh sản không? Dễ lắm anh. Nó dễ sống nữa, mà anh thấy không, nó nhiều màu. Nó có cần thiết phải là nhiệt độ rồi lọc liếc được không? Em thì đây em chỉ có một cái lọc bio cho nó thôi. Còn thức ăn thì cho ăn như bình thường. Sao anh thấy cái hồ này mình nhiều màu quá như vậy thì con tép nó có bị mix với nhau không tép? Đó, cái này nó là tép ăn màu anh. Nên nó mix với nhau rồi thì nó mới dám như vậy. À, nó là đã lai tạo nhau nhiều đúng màu rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này còn là màu sô-cô-la nè. À, cái màu này là màu sô-cô-la nè các bạn. Nó hơi tối tối đen đen ha. Anh vẫn chưa có cảm được cái thú chơi con tép này ha. Tức là cái thường là chơi con tép này thì họ thải hồi thủy sinh dạng như là cái size nó nhỏ nhỏ xong rồi nhìn cảm thấy là nó không gian nó rộng quá. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À. Phía bên đây là con tép gì nhìn giống như con koi nhỉ. Cái này con really đỏ. Really đỏ hả? Dạ đúng rồi. Con này nhìn cái màu nó lột lột giống như koi với beta. Dạ đúng rồi. Cái màu em cũng có koi. Phía bên đây là tép gì nhỉ? À cái này là con tép mũi đỏ. Tép mũi đỏ hả? Dạ. Con này thì nhìn nó giống con tép thông thường mình. Giống tép mồi. Ừ, giống con tép mồi. Đây là tép vàng đài. Dạ, vàng đài. Hay chưa? Đi quay mấy lần là nhớ tên. Đỏ. Fire red ha. Blue rim. Con này là blue rim ha. Thông thường thì tép này mình cho nó ăn cái gì Tiếu? Nó có thức ăn chuyên của nó anh. Thức nó ăn chuyên? Thức ăn cám của nó. Thì đây là nó khi mà cho ăn á, nó sẽ bu lại với nhau, nó ăn thì nó hay lắm. Thì ngoài ra mình còn có những dòng cá thủy sinh, dòng cá chuyên cho những hồ thủy sinh, ví dụ như là những con lanh neon trắng, neon xanh. Ồ, cái neon này nó lạ ha. Dạ, neon albino. Neon albino, cái con này anh thấy nó bự hơn con neon thường nhiều. Dạ, này tại sao nó lớn anh. À. Dạ, còn những cái này dòng nhìn như vậy thì nó là quá quen thuộc rồi. À, albino thì thường cá cảnh anh thấy là con albino nó khó nuôi hơn những cái con cá thông thường. Nhưng mà em thấy những con neon này thì albino nó lại dễ anh. Vậy hả? Dạ, em dưỡng nó tốt lắm, nó không nhiều khi nó còn dễ hơn mấy con xanh này nữa. Ồ, nó cũng là một giải pháp ha. Dạ. Nhưng mà như vậy thì khi mà mình nuôi trong hồ thủy sinh nó có nổi bật giống như tụi neon xanh đó anh, khi nào nó ánh đèn nó đèn đánh vô rồi, nó sẽ sáng. Ờ, albino thì mình chỉ phân biệt được là ở màu sắc và cái con mắt đó ha. Dạ. Ở bên đây mình có tụi này là bình tích. Cái này thì thường anh thấy ít có người nào thả hồ thủy sinh, chủ yếu là thả cái hồ cộng đồng. Đúng rồi, thường rồng nhỏ ở đây, tại đây em có nhiều anh em là những bạn trẻ, những bạn nhỏ, những bạn trẻ em thì nọ. Dạ đúng rồi, họ thích nuôi những dòng như vậy, nó nhìn nó dễ cưng, dễ nuôi và giá thành rất là rẻ nữa. Đúng rồi, cái này là tuổi thơ của anh luôn, hồi xưa nhỏ mình hay mua một hai con. Đúng rồi, em thấy ai cũng có nuôi tiếng dòng này. Ngoài ra đây bạn có neon xanh nè. Đó. Và hình như là em có con cá này, con này là kêu bằng con nô lệ ha. Dạ con nô lệ. Con này là cá từng đáy, nó cũng vệ sinh. Nó kiểu là nó múc nhớt rồi múc mấy cái rêu. Ví dụ như anh có mấy cái lỗ thì những con này nó sẽ múc nhớt lỗ ra lỗ, những lúc mà mình mới về mình chưa xử lý nó sẽ ra những cái nhớt của nó. Ừ, con này là chuyên làm những vụ đó. Hợp lý tên đó ha, nô lệ ha. Khổ lắm. Bên đây là con dạ quang à. Sọc ngựa dạ quang ha. Sòng người da quang thì có giá là 5.000 các bạn ha. Neon xanh thì 7.000. Dạ. Và cái con neon albino thì 10.000. Lúc nãy mình quên quay giá, mình quay lại cho các bạn xem ha. Phía bên đây là sọc ngựa màu rất là nam tính nè, màu hồng ha. Thì một cái hồ mình thả nhiều cái loại màu vô nó nhìn nó cũng hay lắm bạn. Dạ. Chỗ này thì cái màu dạ quang nó đang trend á, thành ra là rất là nhiều chỗ họ bán. Cái bên em thì bên em chia sẵn màu cho khách luôn. Nhiều nơi họ trộn lại rồi, khách nhiều khi họ chỉ muốn lấy màu hồng hay màu xanh cái là
lộ mệt mỏi. Hôm nay thì mình mới đọc đúng tên cái con này nè các bạn. Mình nghe người ta kêu là giết anh đào, tức là nghe nó ớn quá. Hôm nay thì là giết á, là giờ ít giết ha. Giết anh đào 12.000 một con. Đây là con giết anh đào các bạn. Nó còn huyết anh đào, nó sẽ đỏ hơn con này. Huyết anh đào nữa. Dạ đúng rồi. Wow. Con này là cá chuột ha. Con này nó nhìn nó giống con bút chì. Đúng rồi, nó bút chì anh. Con cá chuột là con ở bên này. À, là cái con bên này đúng ha. Rồi, là cái giá này, cái này là mình chưa có đổi cái bản qua đây ha. Dạ, dạ. Con này là con bút chì nè, thấy chưa? Cũng rành lắm. Con này là con sọc ngựa mà sọc màu vàng ha. Màu vàng, dạ. Rồi phía bên đây là bắt đầu có cá quốc dân các bạn. Đây là tụi này là kêu bằng gì cá. Cái này là tiger. Tiger. Bơm tiger hồng. Cái màu dạ quang giờ nó thịnh, con nào cũng có dạ quang á. Dạ đúng rồi. Phía bên này là xe can xanh nè. Dạ. Ồ, cái loại này đẹp nè. Cái này hồng cam. Một loại cá cũng rất phổ biến nè. Con này nhìn nó lả lướt nè, nó đẹp nè. Tụi này có giá thành cao không em? Dạ không, nhưng con này nó chỉ tầm 6-8 ngàn một con thôi. 6-8 ngàn thôi? Dạ đúng rồi. Cái này bán mà nếu mà nhập về mà để nuôi thủy sinh cũng đẹp nữa mà. Nó có những đợt đó, nó là màu đỏ đẹp lắm. Đợt này về thì nó không có được đỏ như vậy đâu. Tụi này giống két hả? Dạ, két panda. Dạ đúng rồi. Size này đẹp nè, size này bự bự nè. Tụi này nuôi nó còn lớn nữa. Lớn chứ anh. Nó bự có bằng tay mày nè. Nó bự như những con két thường, chống rồi cả lòng bằng tay á. À dạ. Còn cái loại này là loại đang cũng trend lắm nè. Tụi này thì anh thấy nó có nhiều cái kích thước khác nhau, nhiều cái kiểu hình khác nhau. Có những cái con nó bự, nó lả lướt á. Dạ đúng rồi. Còn cái tụi này thì nó có sót ha. Dạ, tụi này thì có giá là 250 một con các bạn. Mà tụi nó dễ nuôi không em? Dễ lắm anh, này như một cái chim bình thường, cái hình tượng nó mới cho nên nó ngoài giá thành nó khá cao, mà nhìn nó dễ thương hơn. Anh thấy cũng rất là nhiều chỗ có con này, nhưng mà cũng không phải là chỗ nào cũng có, nhưng tìm cá cảnh bắt đầu lớn lớn thì họ mới có con này, tại vì giá thành nó cũng khá là cao ha. Dạ đúng rồi. Ở trên thì em còn hồng két nè. Hồng két. Dạ. Cái con kia sao nó hơi dạ, hoa văn biến anh. Nó có tên khác luôn không? Hay là không, chỉ con này đâu phần đổ mối tiêu. Tụi này thì anh thấy nó dễ nuôi ha. Dạ dễ. Nó là dạng cá sông mồi. Ông tiên bạch kim thì có giá là 35.000 một con, còn hồng két là 120.000 một con các bạn ha. Cái này cũng là ông tiên bạch kim luôn ha. Kim luôn, dạ. Cái này ông tiên đen hơn nè. Ông tiên này ông tiên da đen ha. Ông tiên ba màu. Ông tiên đen thì rẻ các bạn, có 30.000 thôi. Còn ông tiên ba màu, cái này giống ông tiên coi ha. Dạ. Mình là 35.000 con này thì đẹp hơn nè. Mình thì mình thích cái loại này hơn nè. Rồi, tiếp theo thì đây là những dòng cá quốc dân. Thì như là đây là bườm tiger. À, đây là bườm tiger các bạn nha. Đây có màu hồng rồi, đây còn màu xanh lá, màu vàng. À. Ở đây những dòng bườm dạ. Bườm dạ xanh táo, màu lam, màu hồng, màu xanh dạ quang. TV có màu gì là con này có màu đó luôn các bạn. Màu tím, màu vàng. Ô thả mỗi cái một cái hồ thả 5-7 con vô cái nó nhiều màu nhìn xinh đúng lắm rồi. Ha. Anh nhìn là thấy nó hay hơn. Nhưng mà con này anh chưa thấy màu trắng với màu đen nè. Màu trắng nó chán lắm. Trắng nó chán lắm hả? Đúng rồi. Rồi dán để cho em ngồi hồ đó mà nhìn khách lấy hết trơn rồi. Đây trục Mỹ. Chỗ này là anh biết nè, hồng mi nè đúng không? Mi, xe can sọt. Xe can sọt nè. Đây của dòng mới nè, xe can dạ quang. Xe can dạ quang ha. Cái con này thì giá thành nó cao không? Cái này bên em đang bán là khoảng 25.000 một con. 25.000 dạ, con. Nên nó mới ra cho nên nó giá còn cao hả? Còn cao. Nhưng mà 25.000 thì anh thấy cũng ok, tụi này sức khỏe tốt mà. Đúng rồi, mới là khỏe lắm anh. Cái con này là dễ thương nè các bạn, hạt đỉnh hồng. Hồng. Dạ. Cái con này nó lên đồng hết rồi. Tụi này nổi tiếng lắm nè. Nhìn nó quay, nhìn nó lạ lướt, nhìn đã đúng không? Dưới đây thì em còn sọc ngựa cánh tiên. Những sọc cái con mà tiên. Nó trên cái clip YouTube nó hay có những cái clip mà những con mà cái tay bơi, tay quan bự dài dài đúng không? Đúng rồi. Đây dòng này dễ thương nè. Cái con này là cái con khủng long sáu sừng à. Đúng rồi, kỳ nhông nước. Con này tối mà nó mà há miệng ra nó cười, mắc cười lắm. Nó vui lắm anh, đút ăn là phải đút nó ăn, đút tới miệng nó há ra ăn. Vậy ha. Dạ. Làm biến dữ. Dạ đó mình nhiều người họ kêu giống như nó dạng như chó nước vậy, có nhiều người họ nuôi được họ còn khèo ra giống như là kêu ra cho ăn này nọ nó bò con ra này, nữa. Nó mang tên kỳ nhông, nó có chân như vậy, nó có sống bán cạn không? Dạ không anh, nó sống hoàn toàn trong nước, nó sống 100% trong nước. Rồi. Cái thân nó thân mềm lắm. Nhìn ảnh dễ thương lắm mà. Dạ. Loại này thì giá nó tốt không em? Cái này bên em đang bán là ở 180 một con. 180 một con hả? Dạ. Nói chung nuôi một con hai con cũng ok nè. Dạ. Nào mình làm cái hồ đó mình nuôi con này mình quay review vô tiếp chơi coi. Sai nó bự không em? Nó còn bự nữa không? Bự nhưng mà cái này chắc nó to hơn tầm cỡ gấp rưỡi nữa. Anh tưởng nó cỡ bằng con kỳ nhông kỳ đà. Dạ.
Ở đây mình thấy có cái gì để là Yellow Santarum. Dạ, con này là con gì? Lóc cảnh. À, cá lóc cảnh hả? Dạ. À, anh nhớ cái con này rồi, cái con này là cái con lớn lên, cái này vàng, nó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đây em nuôi sai còn nhỏ cho nên nó chưa có lên đủ màu. Ờ, nó cũng, nó tơ, thành ra là nó cũng không có di chuyển linh hoạt ha. Dạ. Yellow Santarum là 2 xị một con các bạn ha. Cái này mà nếu mà bự giá nó cao lắm ha. Dạ, nó bây giờ nó cũng đã rẻ lắm rồi. Rẻ lắm rồi. Bây giờ xuống giá nhiều. Anh cũng thích nuôi cái này nè, nhưng mà do là mình không có đủ điều kiện nuôi á, hồ dạ, thiết này nọ rồi phải chăm sóc này nọ nên. Dạ, em thì em không chuyên, nhưng mà ở đây thì khách họ yêu cầu nhiều thì em nhập về. Ồ, tức là mình ta mê cái gì cái mình nhập dạ, về cái rồi từ từ thành nguyên cái tiệm vậy. Dạ đúng rồi. Như là anh thấy ở đây á, những con cá dĩa là nó cũng nuôi cũng không đơn giản đâu, nhưng mà khách họ yêu cầu em cũng mang về em. Mấy con này là nước nôi đồ khó chịu lắm nè. Dạ. Cái khách thích cái mà order cái mình phải nhập về ha. Dạ. Yeah. Mấy con này thì cái size này là size cái chắc cỡ chừng 5-6 ha. 5-6 cỡ 100.000 con. Cỡ 100.000 con ha. Yeah. Ở đây anh biết tên vài loại nè, như là dưa hấu nè, bồ câu nè, lam, lam nè. Mấy con này thì nuôi cỡ này nuôi lớn lên thì mới có cảm giác chơi ha. Chỉnh thích lắm rồi. Dạ. Yeah. Bên này một số. Đây có cái con Ranchu. Con này là con Ranchu hay Oranda? Ranchu. Yeah. Ồ, cái con này nó bơi ngửa nè. Dạ đúng rồi, nó bị bể bong bóng, nó sống như vậy luôn á. Ừ, cái này cũng rủi ro ha, mình dạ, nếu mà mình rồi nhập hàng về như vậy rồi, thí dụ như vậy thì cái bên họ cho họ bán họ có đền mình không? Dạ không, anh thường cái này là những rủi ro mình phải chấp nhận thôi. Mình chấp nhận dạ, luôn. Dạ, cái này đỡ nhiều khi nó về nó yếu, nó chết, nó bệnh, mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà mình cũng phải nuôi luôn đúng không? Thí dụ dạ, như rồi, nó chết thì mình bỏ, còn cái này nó ngáp ngáp giống vậy là mình phải nuôi luôn. Dạ đúng rồi, nó vẫn sống, nó vẫn ăn luôn. Rồi, có chỉ có không có bán được cho khách hàng thôi chứ dạ, mình đúng phải chăm ha. Mình bỏ nó thì tội quá, cho nên mình giữ mình nuôi. Ở dưới đây là bình tích nè. Dạ. Không phải, cái này là bình bông, Oranda rồi số Ranh Chu. Nhiều loại ha. Dân, dạ. Lộn xộn ha. Đây, cái này chuẩn bị giao khách hả? Dạ không, em mới đi về em ngâm cho nó quen nước. À. Dạ, bao nhiêu đây nhiều như vậy rồi mà còn lấy về thêm thải vô thêm á. Dạ đúng rồi, tại vì khách họ yến dòng này họ mua thường xuyên cho nên phải nhiều họ mới thích. Họ mới được nhiều sự lựa chọn của họ. À, bạn bán thì size nó vừa vừa để mà dễ thả hồ ha. Dạ. Nó có giá là Ranchu với Oranda bằng giá nè, 30.000 một con các bạn nha. Dạ. Em còn dưới này con này lạ lắm bạn Tức. Con gì? Là con cá chê panda. Chê panda hả? Ừ. Chê mà cũng có panda nữa. Anh dễ thương không anh? Ừ. Đó, đến này lạ ha. Dạ. Nó y như mấy con bò sữa vậy đó. Đốm 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 đốm. Dạ. Mấy con này cái này nó ăn nó dễ nuôi dễ ăn lắm. À. Dạ, nó như cá chê bình thường mình mà để cái màu sắc với lại cái màu hoa vàng. Dạ hoa vàng nó thì nó lạ lắm. Ồ, tụi này có giá khoảng bao nhiêu em? Ờ, cái này bên em đang bán là cỡ 80.000 một con. 80.000 một con. Dạ. Ồ, cũng rẻ các bạn. Ủa, cái con này bình thường người ta nuôi hồ gì ta? Đâu có nuôi hồ thủy sinh được. Dạ đúng rồi, cái này thường thì họ nuôi những cái hồ trống như vậy, hoặc là có những người họ à, trống lơ vậy luôn. Dạ đúng rồi, có những người họ thích cái thiên hướng mà giống hồi xưa anh nuôi trong mấy cái lu. À, mấy cái lu sành, lu đất á. À, là có nhiều anh em họ lại nuôi trong những cái hồ cộng đồng như chung với những cá rồng rồi những cái săn mồi khác. Ồ, cái này anh nghĩ là một cái kiểu nuôi đẹp là tức là nuôi một cái hồ mà cái hồ bằng sứ mà hoặc là bằng bằng sành sứ á mà dạ, nó thấp thấp á xong dạ, rồi để nó bơi lượn lượn trong đó rọi đèn một cái đèn ở giữa thôi nhìn dạ, giống như con đúng chép rồi, coi đúng á. Rồi, đúng rồi. Cũng đẹp ha. Dạ, nhìn màu lạ lắm. Ừ. Tụi này nuôi nhìn cũng phê lắm các bạn. Mình thấy con thành cát tư hãng nó cũng đẹp rồi, con này nhìn nó cũng đã hơn nữa. Dạ. Ồ, ở đây em có bán mấy cây thủy sinh nữa ha. Dạ đúng rồi anh. Đây là những dòng cắt chấm đơn giản nhất. Ồ, nó cũng nhiều tên gọi lắm ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ồ, thông thường là khách em mua cái này là nó mua nguyên chậu vậy nè ha. Xong dạ, rồi cái bỏ vô mấy cái hồ này ha. Bỏ vô mấy cái hồ dạng như vậy, chống lơm lớp gì rồi họ bỏ vô cho nó đẹp à. Dạ, thường thì tùy người chơi thôi, có những người họ thích họ cầm đây, họ cắm vô đây. Thà là có những người họ mua về họ trang trí những hồ thủy sinh của họ. À, tiện thủy sinh thì đây em giới thiệu anh một số sản phẩm bên thủy sinh bên ồ, em. Ồ, có luôn hả? Dạ có bên gì em. Đủ đồ chơi hết ta. Dạ. Hồ nè. Hồ hả? Đốt hồ siêu trong. À. Dạ. Những cái hồ hình này là hồ siêu trong đúng không? Dạ đúng rồi, hồ siêu trong. À. Hồ hình dáng, hồ tròn, hồ bèo, hồ kiểu ha. Dạ những cái này là trên anh. Những này họ lấy về họ làm chơi những cái kiểu như tiểu cảnh. À, nhỏ nhỏ dạ, tròn tròn đúng không? Dạ. Hồ ly. Đây. Nè có cây Noel thủy sinh đó nè. Dạ, ở đây thì là lũa. Lũa. Dạ. À lũa có tạo hình sẵn rồi ha. Dạ. Cái này dáng cũng đẹp nè các bạn. Dạ, lũa này bên em đã xử lý rồi. Mình về mình sử dụng thôi. Ờ, cái này về ghim ghim vô là ra dạ, tiểu cảnh rồi đó. Phía bên này là có những cái loại lũa bất tử nè. Dạ. Rồi lũa. Rồi
lũa thô ha, ờ, chỉ xử lý phân nền ha. Dạ. Đó, ở đây bạn còn có đá nè, đất đá, đá tiger nè, lũa rừng, số cái lũa rừng nè. Dạ, lũa rừng bên em này có từ cây nhỏ tới những cây lớn. Cái này mình về mình làm sao để cho nó mình sử dụng được em? Dạ, nói chung thì có nhiều cách để anh, ví dụ như là mình luộc lại hoặc là mình dùng những hóa chất như oxy già họ mình ngâm nó. Ngâm bao lâu thì nó mình xài được? Thì cái này nếu mình luộc thì nó tầm vài tiếng. À, có những người họ lại dùng đá, dùng gì họ dán họ đến chìm luôn. Dạ, xong rồi ngâm vài hôm là nó ra nhau. Nó ra màu đỏ nhớt thì nó sẽ tự chìm. À, cũng công phu các bạn. Dạ. Anh thì anh cũng mê cái môn đập đá này lắm nè. Đập đá. Nhưng mà tại vì mình chưa có thời gian á, chắc trong thời gian sắp tới anh cũng nghiên cứu cái vụ này. Dạ. Thấy nó cũng cảm giác cũng hay. Dạ. Thì sau khi họ xử lý xong á thì tùy cái nhu cầu của mỗi người, tùy sở thích của mỗi người, thì có người họ thích cái ráy lên hoặc là họ dán rêu lên. À, tiện đây em giới thiệu cho anh Tuấn với lại mọi người vô xem bên em rêu. À, khu vực này là khu vực để rêu rong này nọ ha. Dạ, đây. Đây là những loại rêu. Bên đây bạn có mấy cái cây ráy này nọ ha. Rồi bên đây là rêu. Dạ, rêu. Rêu cũng nhiều loại luôn ha. Nhiều lắm anh, nó khoảng tầm 7 8 loại á. Ô, cái này mình bảo quản nó mình bán được cho khách hàng, mình bảo quản có khó không em? Dạ, cái này thì nó chỉ cần nước động rồi mình chủ hay nước, lại mình có CO2 thì càng tốt nữa. À, đèn ánh sáng này nọ ha. Dạ đúng rồi. Ồ. Cái này là họ dán lên trên mấy cái cây bonsai. Đúng rồi, đúng rồi. Lũa này dán lên bonsai lũa để mà giống như tạo cái cây thiệt vậy đó. À. Dạ, hoặc là những loại mà dán nền thì những rêu mini như vậy thì mini fit này là lót lên nền ha. Dạ đúng rồi. Thường thì một cái hồ thì bé khoảng 40 thì họ xài bao nhiêu hộp này? Cỡ một hộp này à. Một hộp thôi. Dạ, một hộp này cỡ 50.000. Cũng gọn ha, lót lên cỏ có 50.000 thôi là mình có cái hồ nền thủy sinh rồi. Ngoài ra bên em thì còn có những loại bèo như bèo để chuột, bèo để đỏ. Mấy cái này mà hồ bán cạn rồi ha. Dạ đúng rồi, hồ bán cạn, hồ ba tóp này nọ. Hoặc là những anh em họ chơi đơn giản thì họ lấy họ để trên mặt nước nhìn cho sinh động. À, nhìn cho nó đẹp thôi. Dạ. Cái này anh thấy thường sử dụng trong một cái dạng này. Ở đây anh mới vừa thấy, vừa khám phá thấy là cái nhà sàn. Dạ. Đúng không? Cái môn này là cũng đang hấp dẫn lắm nè. Dạ. Thường là họ làm cái sàn trong hồ, xong rồi cái đầu họ để mấy cái cánh bèo trôi. Dạ, giống cảm rồi. Giác giống lục bình vậy. Dạ đúng rồi, giống như cảnh hồi xưa, cảnh tuổi thơ. Tuổi thơ ùa về rồi ghe chèo nữa nè các bạn. Đó. Anh này anh cũng chơi rất là nhiều môn. Mà sao mà anh thấy ở đây em có đủ món ăn chơi như vậy mà tại sao em không làm hồ thủy sinh em trưng bày em bán cho khách ha? À dạ có chứ, em có đây nhưng mà hiện tại bên em đã bán hết rồi. Với à lại... chỉ còn một cái hồ này thôi. Dạ đúng rồi, em thì bên em không có phải là một tiệm thủy sinh chuyên nghiệp. À. Nhưng mà em làm theo cái yêu cầu của khách hàng. Hồ này cũng mới set luôn nè. Dạ đúng rồi. Bán đã ghê luôn á. Thì bên em mới chủ yếu là làm theo nhu cầu khách hàng, bên em cũng mới cho nên có phải chưa chuyên nghiệp được. Ừ. Nhưng mà em chủ yếu là em vừa làm vừa học hỏi, vừa làm mệt mỏi cho nên giá bên em làm nó chỉ có kiểu như là cạnh tranh đúng không? Cạnh tranh lấy lại vốn mình thôi, lấy lại vốn phụ kiện thôi để mà mình trải nghiệm mình xong mình học hỏi để mình nâng cấp lên tốt hơn. Đúng rồi. Chứ em chưa có dám làm. Anh thấy cũng đẹp à? Dạ. Anh thấy cũng đẹp, hồ này mới mà nó như vậy là cũng tương đối rồi nè, cũng ok rồi. Dạ, nó còn vài hồ nữa mà đợt rồi khách lấy hết. Không, mình làm mà mình mới làm mà có khách họ lấy liền thì mình thấy mình thành công rồi đó. Dạ đúng rồi, tại vì đối tượng khách hàng của em nhiều khi cũng không phải là một người chuyên nghiệp thủy sinh nữa. Nhiều khi những người họ chơi cá cảnh rồi họ vô thấy hồ thủy sinh này nó nhìn nó cũng dễ hợp lý quá. Túi tiền nữa. Dạ, nó chỉ có giá thành vài trăm thôi nên họ lấy về họ tập chơi như mình. Ok, dạ. Hấp dẫn các bạn ha. Ngoài cái cá cảnh này ra, ngoài cái thủy sinh này ra thì anh còn được biết rằng là em là một cái người mà kinh doanh online cũng khá là tốt. Dạ. Trên các nền tảng chẳng hạn như Shopee, Lazada này nọ. Dạ đúng rồi, em thì cũng có kinh doanh về một số phụ kiện dành cho cá cảnh. Thì ở đây gần như là em đáp ứng được gần như đầy đủ. Ồ, bạn khiêm tốn á, bạn nói là bạn chỉ kinh doanh tương đối thôi mà nhưng mà gần như đầy đủ. Dạ chắc không chuyên lắm đâu nhưng mà cơ bản thì những nhu cầu về các cảnh như là thuốc men, về vi sinh, về máy móc. À, ở đây mình thấy Extra Bio nè, rồi sản phẩm mới của Extra Bio cũng có đây nè, Zero Shop ha. Rồi phía trên này là có lọc bio, máy bơm ha, lọc thác ha. Đèn rất là nhiều luôn các bạn. Bạn gần như là một cái siêu thị rồi đó. Cái gì vô đây cũng có hết á. Nói chung là vô đây là chỉ có nhu cầu mua hay không mua thôi chứ còn không thoát khỏi đây ha. Dạ đúng rồi. Ủa phía bên đây mình còn nhiều dữ ha Tiếu ha. Dạ đúng rồi, năm nay là những thức ăn cho cá, cám rồi những phụ tùng cho cá. Những cái thứ này mình có phải sinh ra từ nhu cầu khách hàng không ta? Thí dụ dạ, đúng họ rồi. Cần cái gì cái mình ôm về. Dạ đúng rồi, em chủ yếu là đây thì nhiều khi khách tới họ yêu cầu hoặc là mình thấy những sản phẩm đó trên thị trường họ lưu thành tốt. Đang thì... trend đúng không? Dạ đúng rồi, mình nhập về mình cung cấp cho khách hàng. À
Em có thể giới thiệu sơ sơ anh vài cái sản phẩm ở đây mà mình bán chạy hoặc là nó đang trend không? Như dạ. Ở đây anh thấy là có sơn chống thấm nè. Dạ đúng rồi, nó đang trend lắm anh. Cái này dạ. Cái này anh thấy ai cũng đang sử dụng nè ha. Dạ, cái này do một số anh em trên mạng, trên các nền tảng xã hội họ quảng cáo cho nên khách hàng họ tìm tới sản phẩm này rất nhiều. Mà máy xài cũng tốt lắm anh. Cái này là cái máy phun khói sống ảo nè ha. Dạ đúng rồi, máy phun khói. Cái này tối về xong rồi bật đèn livestream phun khói làm sao rồi lớn như lên đồng nha. Dạ. Nói giỡn chứ cái này là cái phun khói trong mấy cái hồ mà bán cạn á, nhìn cho nó đẹp ha. Dạ. Ở đây thì bạn mình thấy vẫn tiếp tục là máy lọc máy lọc. Dạ, bên em thì đa dạng lọc. Máy oxy, máy bơm công suất lớn. Phía bên này thì là van khóa này nọ. Rất là nhiều loại van ha. Dạ. Rồi ở đây là cái này bắt đầu là anh bắt đầu không biết nè. Thuốc, dạ như là thuốc men thuốc của thuốc thái, cho cá ha. Thuốc trị bệnh nấm này nọ của Thái. Ồ, chữ này nó biết anh chứ anh không biết nó. Em cũng không đọc ra được chữ Thái. Này là Bionox 123 ha. Dạ đúng rồi. Rồi đây những thức ăn cho cá. À, thức ăn cho cá. Mấy cái này nó đóng gói sẵn như vậy thì giá thành nó có cao em? Dạ không, những này rẻ anh, mẫu mã đẹp, thức ăn nó cũng tốt cho cá nữa. Mà những loại này thì giá thành nó đâu đó nó khoảng tầm 40-50 ngàn một khẩu trở lên. 40-50 ngàn? Dạ, không tới 100 luôn. Cái này là sản phẩm của Việt Nam mình luôn hả? Dạ đúng rồi, cái này là của công ty Long Sinh. Của Long Sinh? Dạ đúng rồi. À, là cái này, đơn vị này cũng nổi tiếng nè, cũng dạ. Nhiều lần mình gặp ở ngoài hội chợ hả? Dạ đúng rồi, bên Long Sinh thì là cái họ phương họ hàng hóa họ thì ăn họ có để sẵn hình ảnh luôn. Là tùy dòng cá, mỗi dòng cá một loại thì khách dễ lựa chọn, dễ quyết định. Và sản phẩm anh thấy cũng đa dạng phong phú ha. Dạ. Ngoài ra ở đây anh thấy còn có của sản phẩm của Bác Cộng nè. Dạ. Coca anh Nhân. Của anh Nhân ha. Dạ. Anh nhiệt tình lắm nè. Dạ đúng rồi, anh này dễ thương. Dễ thương. Clear nè, combo sản phẩm của anh ha. Còn đây là một sản phẩm cũng khá là trend trên TikTok. Dạ. Anti stress và barbecue. Đây là những chai xử lý nước Fast của bên cái này của bên Tân Xuyên. Dạ. Ngoài ra thì còn bạn còn thức ăn, Artemia, thuốc, thức ăn cũng rất là nhiều loại cho bảy màu này nọ ha. Dạ. Nói chung là kể về phụ kiện thì mình có thể mất cả một ngày mà kể không hết luôn các bạn, tại vì nó đa dạng lắm, nhiều từng, từng ly từng tí ở trong cái con một cái loại cá thôi, chẳng hạn như Beta thì có Artemia, có cá min vi, đủ thứ loại cám, rồi thuốc men thì một ngày kể không hết, cho nên mình chỉ điểm sơ lược qua một số cái sản phẩm ở đây thôi. Ở đây em nhiều sản phẩm như vậy, rồi em có đa kênh bán hàng như vậy, rồi em vừa cá này nọ, rồi em chăm sóc được khách hàng được cũng hay ha. Dạ. Thì thật sự em bí quyết thì cũng không có bí quyết gì đâu. Em chủ yếu là mình làm với những gì mà mình cảm thấy nó tốt nhất cho khách hàng, cho mình. Và dần dần thì khách họ giới thiệu người quen rồi. Có những anh em họ quý mến mình, họ giới thiệu khách lại cho mình nữa. Từ đó em có được lượng khách hàng tốt cho mình. Rồi lại em họ khách yêu cầu xong rồi em cứ lấy nhập hàng về. Sau em tìm hiểu những cái gì mà nó đang có tương tác trên xã hội. Trên trend. Dạ đúng rồi, em lấy cái đó về cho họ. Rồi em có cái nguồn sản phẩm đa dạng thì khách hàng họ tìm tới mình. Anh nghĩ đó là thời gian ban đầu thôi, tức là thí dụ như ban đầu thì mình phải đi kiếm sản phẩm trend, chứ sau này khi mà em đã là trend rồi thì sau này sản phẩm nó phải kiếm em chứ. Dạ đúng rồi. Ừ Tiếu, không biết rằng ở đây công việc hàng ngày của em nó diễn ra như thế nào ha? Dạ thì sáng sau khi đưa đón con đi học, bắt đầu em đi chợ. Đi chợ để mà mình giỏi vậy, tao biết đi chợ luôn. Không có, đi chợ cho cá cảnh đó chứ. À đi chợ cho cá. Dạ đó, mà mình nhập hàng về, mình nhập hàng hoặc là mình tìm thêm những dòng cá cho khách. À giờ bổ sung lại cho cái quán mình có đầy đủ. Rồi sau đó về khỏi nhà khoảng tầm sau 9 giờ. 9 giờ bắt đầu mình mở tiệm ra, mình chăm sóc cá, mình cho cá ăn như thời gian như đây nè. Bắt đầu mình cho cá ăn, mình quan sát cá bệnh, mình dọn dẹp hồ. Hoặc là mình hướng dẫn cho mấy bạn nhân viên mà làm. Khối công việc đó là phải có những bạn nhân viên. Dạ đúng rồi, đúng rồi, em có khoảng 3 bạn nhân viên. Rồi sau đó thì tới khoảng buổi trưa cho ăn trưa nghỉ ngơi xong rồi em bắt đầu check đơn hàng, soạn đơn hàng, bắt đầu gói tới khoảng đâu đó cỡ 5 số giờ. Là mấy anh như shipper, mấy anh nhân viên bên những công ty thương mại điện tử á, họ lấy hàng. Họ lấy hàng rồi tối là bán hàng cho khách tới khoảng 7-8 giờ là hết một ngày làm việc. Là hết ngày làm việc. Dạ đúng rồi. Giờ nãy giờ anh chưa thấy cái khúc nào mà tâm sự vợ chồng này nọ nữa. Cái là khúc tối. Cái đó tối nữa. Rồi lúc nãy anh có nghe em có một chi tiết nhỏ là em có trị bệnh rồi chăm sóc cho cá đó. Không biết là ở đây thì mình thường hay bị những bệnh nào tiếp? Dạ đây thì nói chung để chửi tụi em bên em chỉ có
những bệnh thời tiết, ví dụ như là ở bên mòn thường sẽ là tấm lắc, hoặc là những con cá thủy sinh khác sẽ là bị nấm. Tại vì đa phần bên em á là với cái lượng hàng hóa cá một ngày ra vô nó cũng nhiều, bán ra vô nhiều rồi, nó nhiều cho nên nó sẽ không, nhiều khi mình cũng không kịp phát hiện những bệnh lớn nữa. Nhưng mà dụ thường những thời tiết thay đổi như hôm nay nè, hôm nay trời lạnh nè, thì bắt đầu bên em sẽ có những hồ nó bị tấm lắc, thì những hồ đó bên em sẽ cho nhân viên họ không có được bán sắt nữa, và bên em sẽ chữa trị cho nó dứt điểm đi, rồi nếu mà cá đẹp thì mình sẽ tiếp bán, còn không thì mình sẽ đi dưỡng lại sau. Thường thì em trị như thế nào, với lại mình dùng thuốc nào nữa, em có thể chia sẻ các bạn. Chị thì bên em sẽ dùng một số loại thuốc thông dụng như trên thị trường, như là Anichet, Barakil, rồi Luskai, hoặc là Antibio, hoặc là những dòng cao cấp hơn như là Metafit, Bemafit, tùy trường hợp, tùy loại bệnh đúng không? Dạ. Thường như vậy thì bên em những ngày như vậy á, cho bên em hàng ngày nhân viên họ đều có nhân viên thuốc nước hay nước ra, và những hồi bệnh thì mình chăm sóc đặc biệt hơn một tí, ví dụ như mình sẽ kỹ lưỡng hơn về cái lượng nước ra nước vô, rồi cá cũng sẽ hạn chế ăn những ăn tươi sống. Dạ. Nói chung là trong cái ở chỗ này của em thì nó nhiều cá quá nè, thành ra cái chuyện bệnh là mình không thể nào tránh khỏi, đúng không? Không biết rằng là một ngày thì em tốn bao nhiêu chi phí cho cái tiệm này? Ở tiệm em á, nếu mà tính tổng thể luôn cả tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho những con cá này để duy trì á, thì nó rơi vào đó tầm, em cũng biết chính xác bao nhiêu nhưng mà em nghĩ nó khoảng là vào đó khoảng từ 1 tới 2 triệu. Wow, nhiều như vậy. Dạ. Nhiều như vậy rồi làm sao mà để em có cái mức lợi nhuận để mà em bù lại cho nó ha? Tại vì 1 2 triệu thì mỗi anh tính sơ sơ là mỗi tháng em phải mất từ 30 tới 60 triệu để vận hành cái tiệm này thôi. Dạ. Như vậy thì cái con cá nó chỉ có nhiều con, nó chỉ có vài ngàn thôi, thì làm sao mình để mình bù lại được? Dạ, nói chung em may mắn cũng được anh em thương, được những khách hàng thân quen họ quay lại thường xuyên. Nên tới bây giờ em thấy em vẫn sống tốt được. Dư nhiều thì chưa có dư nhưng mà đủ sống được, đúng rồi, cho bạn là em cảm thấy đang hài lòng cuộc sống này. Không biết là với cái khối công việc, cái tiệm ở đây, rồi gia đình, rồi cửa hàng, làm sao mà em có thể sắp xếp được thời gian để mà em chăm lo mọi thứ ha? Trời, nói thì anh ấy thì ban đầu lúc mà mới làm á, có hai chồng em làm với nhau rồi, cho nên á thời gian không có đủ. Làm biết rồi, ngày công việc ngày càng dồn đi. Rồi dần dần cái em muốn nhân viên thêm, muốn các bạn nhân viên thêm từ một bạn, hai bạn, ba bạn. Có bạn thì chuyên xử lý cá, có bạn chuyên chăm sóc hồ cá, có bạn thì họ chuyên gói hàng, có bạn họ làm những công việc bao quát hơn. Thì lúc đó thì bắt đầu quỹ thời gian bắt đầu nó giãn từ từ ra, em lại có thời gian em chăm sóc gia đình, cũng như em suy nghĩ những ý tưởng khác để phát triển hơn về cái hàng của mình. Dạ đúng rồi, rất là hay. Một bạn bạn có quá nhiều thứ để phải làm, mà bạn sắp xếp, bạn mua thuê nhân sự, rồi bạn sắp xếp công việc để mà cho công việc nó đi vào hệ thống, từ đó thì mình mới phát triển được em ha. Dạ đúng rồi. Nếu hình như ngày trước á là em có một cái tiệm, trước khi mà em mở tiệm này nè, là em có một cái tiệm đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hồi xưa em có một cái tiệm ở bên quận 11, ở trong hẻm 111. Dạ. Công việc kinh doanh đó nó tốt không? Bên đó cũng tốt anh, nhưng mà... Tốt mà tại sao em lại phải mở ra mặt tiền ở đây ta? Dạ, nói chung thì em, con người ai cũng muốn một ngày đó mình sẽ phát triển hơn, mình sẽ tốt hơn, mình sẽ có một cái cơ ngơi nó... hoành tráng hơn ha. Nó tốt hơn cái cũ. Thì hồi xưa ở đó chủ em chỉ bán online thôi. Tại vì anh biết em chủ lực là online luôn á. Dạ đúng rồi, hồi xưa em bán online là em bán chủ lực là những dòng các bé màu thôi. Em, cái tên Guppy của em cũng từ các bé màu. Tiếu Guppy sao? Dạ đúng ha. Rồi, đúng rồi, các bé màu mà ra. Thì đó em sau đó thời gian thì em muốn mình nó phát triển hơn, mình sẽ đa dạng hơn. Ra đây thì mình ở ngoài mặt tiền đường thì mình sẽ tiếp xúc được một số lượng khách hàng vãng lai mới ha. Dạ đúng rồi. Sẽ có những cái nhu cầu mới, thì từ những nhu cầu đó thì mình mới phát triển như ngày hôm nay. Chẳng hạn như là anh thấy em có thêm thủy sinh nè. Dạ. Đó, nhiều thứ khác ha. Sau này biết đâu anh Tiếu anh sẽ làm một cái anh Tiếu thủy sinh aquarium lớn đó. Em cũng hy vọng chuyện đó. Bây giờ mình hẹn mình gặp ảnh ha, là nhiều khi cả 3-4 buổi mới gặp được ảnh. Sau này ảnh là một anh Tiếu aquarium này nọ là chắc là phải bút lịch hẹn lâu lắm mới gặp. Dạ. Đó giờ anh thấy em ở đây nè, em để là Tiếu Guppy Store ha. Tên thương hiệu của em là Tiếu Guppy. Dạ. Tại sao em tên Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. Trùng tên với anh này, tại sao em để tên Tiếu mà không Tuấn Guppy Store nghe nó hay hơn. Thật sự thì cái tên Tiếu là cái tên cúng cơm mà ba mẹ đặt em lúc em mới sinh ra rồi. Tiếu mà ý nghĩa là
sự vui tươi, sự hài hước. À dạ, thì nếu mà đặt tên Tuấn á thì nó sẽ rất là dễ trùng lập, nhưng mà nếu mà đặt chữ Tiếu Guppy gần như em thấy chưa có ai có tên giống em như vậy. Ồ, nhưng mà anh công nhận cái tên nó cũng hợp lý á, tại vì anh thấy em có cái thiếu hài hước. Cái Tiếu nó là cái sự hài hước, cái sự vui tươi, cho nên nó em muốn đem những cái tên nó vô công việc mình, cũng như là mình cũng mang cái sự hài hước vui tươi công việc của mình, nó cho nó thoải mái ra. Ừ, cho nó thoải mái, nó hợp hứng rồi. Nhưng mà đó tại vì công việc mình làm từ đam mê mà, cho nên đam mê thì phải vui nó mới đam mê. Ờ dạ. Cũng hay á bạn ha. Thì từ một cửa hàng mà em chuyên bán online, dạ, khi mà em mở ra một cửa hàng mặt tiền như ngoài đây, cái quy mô lớn hơn rồi chi phí mình trả cũng cao hơn, thì không biết là em có gặp khó khăn gì không? Dạ tất nhiên khó khăn có chứ anh. Thì chắc chắn nếu mà từ một cái địa thế cũ là ở trong hẻm, em ra một mặt tiền ở ngoài mặt tiền đường Phạm Văn Hai, có một con đường lớn ở quận Tân Bình. Thì cái nặng nhất luôn luôn đó là tài chính về tiền mặt bằng, thủ tục bằng. Anh tưởng là phải áp lực là khách mua nhiều quá mình bị áp lực. Rồi có đồ anh, những cái ngày đầu em khai trương á, những ngày đầu mà em bán á, nói chung thì lúc đó em bị áp lực lắm, tại vì khách họ chưa biết tới mình nhiều. Mà mình cũng chưa có kịp thích nghi với cái tiền mặt bằng nó dộ lên. Nếu mà tháng mình làm bao nhiêu cái mình thấy trả vô tiền đúng mặt bằng rồi, đúng rồi, cái người thấy mình làm nhiều cái nó không có gì đâu hết. Nhiều lúc đó sau nhiều khi những tháng đầu em bị áp lực, em phải suy nghĩ là mình tiếp tục cái nghề cá này, hay là mình sẽ kiếm được gì đó, dụ mặt tiền mình sẽ là mình bán cà phê. Mình bán thêm cái gì đó tận dụng cái mặt tiền này. Nhưng rồi thì cũng may mắn thiệt, cũng may mắn là do có thể là sau một vài tháng tới hiện tại thì bắt đầu khách họ biết tới mình nhiều rồi. Có những khách online của em, có những khách mà họ gần đây họ đi qua họ mua nhiều, khách quen mà cảm thấy mình hợp với họ, người ta họ ủng hộ mình nhiều, thì bắt đầu tới bây giờ cái tiệm này nó đã bắt đầu ổn định, tự ổn định rồi. Thì em cũng đỡ, thay vì hồi xưa em lại bị áp lực quá. Rồi hiện giờ mình bắt đầu đi vào ổn định rồi thì em có tính là mình sẽ phát triển thêm không? Dạ tất nhiên anh, em ví dụ như mình mở tiệm vàng hay gì đó. Nói chứ thật sự em sống nhờ con cá này, cho nên em vẫn hy vọng nếu mà bây giờ mình làm tốt rồi thì những năm sau hoặc năm sau nữa, nếu có điều kiện được, mình sẽ có được thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, nếu có thể nó sẽ mở rộng ra khỏi phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhiều chi nhánh. Dạ, hơn đúng rồi nếu mà làm tốt được đã. Nhưng mà trước hiện tại bây giờ em đang tối với việc em cứ làm tốt công việc mình hiện tại. Còn nếu sau này giờ mình được ưu ái, mình được trời thương thì mình sẽ phát triển thêm. Anh cũng chúc em thành công hơn trong tương lai ha. Vậy không nãy giờ anh em mình đứng cũng mệt rồi, thôi để em cũng hơi mỏi giò rồi đó. Em kêu mấy đứa em nó bưng ghế lại lấy mấy đứa anh em mình ngồi nói chuyện cho. Ok Tiếu ha. Dạ rồi, lấy anh mấy cái ghế nè. Bạn này tên Đạt ha, mướn nhân viên mà cũng lựa ngoại hình đẹp trai cao ráo này nọ ha. Trước khi mà em làm cái nghề cá cảnh này nè, trước đó em làm công việc gì ha, cơ duyên nào mà đưa mình đến với nó ha? Dạ em mê cá thì em mê từ nhỏ rồi, biết con cá mê không? Mê cá trước khi mê vợ hay là mê vợ trước khi mê cá? Cá trước khi vợ luôn, hồi xưa trước cái vợ luôn. Dạ em mê con bảy màu từ cái lúc mà mình còn nhỏ cơ. Cái lúc mà hồi mà cấp 2, cấp 3, những đó nuôi thì hồi xưa làm đâu có hồ, nhà em cũng không có phải là rộng rãi nữa. Cho nên khi em nuôi trong những cái chậu, những cái chậu mà chậu tắm của mình á, cái chậu tắm mình á, chậu đó, xong rồi mỗi ngày đi học về, hồi xưa là đi học buổi sáng, đi học về là cỡ 11, 12 giờ là em về, em ngồi nhắm những con cá bảy màu, coi nó đẻ. Em ngồi nhắm từ kia tới tầm 1 giờ mấy, lúc đầu tới học ca chiều, bắt đầu đi học luôn. Nói vậy đó, rồi sau khi em thì sau khi học xong, nhà em thì truyền thống làm nghề dược, là trồng trọt này hả? Thuốc tây hả? Dạ đúng rồi, nhà em là truyền thống là thuốc tây. Thì em cũng làm cho gia đình một thời gian, sau đó đi làm công ty. Là em biết bóc thuốc luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay vậy ta? Dạ, em học dược ra. Ngon lành. Thì đó, thì sau khi em làm công ty một thời gian, trong lúc gì là làm công ty, cái vô tình đợt đó thì... Là lúc đó là mê vợ chưa? Dạ có vợ rồi. Mê rồi ha. Cái lúc đó là bắt đầu cái kiểu như là khi công việc mình bị áp lực quá, cái mình cái khai lướt trên mạng mình thấy những cái hình hồ cá hội sinh đồ, cái đầu mình đi mình mua về mình chơi, bắt đầu từ những hồ đơn giản rồi, cái
cái lúc đó mình được nhớ cái con cá bảy màu hồi xưa mình chơi, cái mình muốn đi tìm cái quái màu về, thì lúc đó mình nói ủa sao bảy màu bây giờ nó lại khác xưa quá, nó đẹp hơn đúng rồi, bắt đầu sao bảy màu bây giờ nó lại đa dạng mà giá lại rất kiểu nó giá thành lúc đó là nghe mấy chục ngàn một cặp luôn, nghe một hết hồn nghe nghe cao đúng không? Còn hồi xưa lúc thôi mình anh em mình chơi bảy màu hồi nhỏ có mấy trăm đồng, nó có mấy trăm đồng tới 1-2 ngàn một con thôi. Đúng rồi. Cái đầu tư em tìm hiểu rồi mua thử một cặp cá về, xong rồi từ những cặp cá đó cái đầu mình bị mê luôn anh. Giờ có những hôm em đi làm về 5-6 giờ chiều, xong rồi em chạy lên một anh hồi xưa nó sai cái đúng là giống như cùng một anh lão làng xưa á, là lên đó xong 6 giờ chiều lên đó em ngồi em học hỏi, em chịu lắng nghe ảnh, rồi nhiều khi tới 7-8 giờ tối mới về tới nhà luôn. Vợ hỏi đi làm gì mà 6 giờ về, 6 giờ hết tan ca mà 8 giờ mới về tới nhà. Lúc đó có tưởng là ông đi bia ôm nào không? Em thì không có mấy cái đó rồi, em thiệt lắm, chịu may ra ăn nhậu thì có thôi. Cái nhiều khi cái dông về cái nó mê cá quá. Nhiều khi chiều đi làm về chỉ xách 2 chai nước qua và bộ mua anh ơi em tặng anh bịch bo bo qua chỉ để ngồi ảnh chia sẻ là nhìn con cá sao rồi nuôi cá như thế nào. Dạ, mình mê quá. Từ đó cái mình từ cái mình dạ, mê đúng lên. Với lại một phần em thì cũng có mối kinh doanh, cũng là làm kinh doanh ra cái từ nuôi chơi, cái thấy được 1-2 con cái đầu cái bán. Cái bán được, bán dần cái sau 5-7 năm cái hành cái nghề, hành cái tiệm như vậy. Nói chung là khi mà ban đầu mở tiệm thì ai cũng giống như anh cũng vậy, anh khi anh mở cái tiệm thì anh suy nghĩ là mình mở ra cái nơi để mình chơi. Đúng rồi. Mình chơi mình kiếm thêm thu nhập. Dạ mà đúng rồi. Thứ nhất là nó hợp pháp nữa, vợ con không la nữa. Xong rồi khi mà mình chơi mình thấy thu nhập nó ổn định rồi, bắt đầu mình sẽ tính đến việc làm việc đó full time, làm lâu dài hơn. Dạ đúng rồi, cái thời giai đoạn đó là em bướm đi làm công ty thì em làm một công ty dược của nước ngoài. Nói chung thì lương bổng cũng ổn lắm, không có mất. Nhưng mà lúc làm áp lực lắm anh, áp lực cực kỳ luôn. Cái nhiều khi cái mình nghĩ cái mình đi làm áp lực quá, cái mình về mình lại khó chịu với vợ với con. Với lại tương lai nữa, ví dụ như mình hồi đó anh đi làm một mình anh á thì anh có thể nuôi nổi. Dạ. Có vợ thì vợ cũng đi làm, thu nhập mình cũng ok. Dạ. Nhưng mà khi mà có con nghĩa là cái việc khác. Dạ. Rồi tương lai mình sau này nữa. Dạ đúng rồi. Anh chọn cái nghề cá, chắc anh cũng sẽ giống em là anh chọn cái nghề cá để cái mình có thể kiểm soát được thu nhập của mình, hai nữa là mình có thời gian dành cho gia đình con cái. Dạ. Ba nữa là nó là mỗi công việc mà mình đam mê mình hướng. Dạ. Tới đó. Thật sự là cái giai đoạn đó nếu mà lúc đầu em đi làm em quyết định cái chuyện mà nghỉ làm để mà về bán cá thì lúc đó em cũng đã bán cá rồi. Em cũng đã bán cá được đâu đó khoảng tầm 1-2 năm gì rồi. Em bán nó không. Ủa, có tính tới bây giờ là em làm được bao nhiêu năm rồi chứ? Em bán cá bắt đầu từ 2014 tới giờ. Là bây giờ là như 2022. Bây giờ là 8 năm rồi. 8 năm rồi, sắp là năm thứ 9 rồi ha. Đúng rồi đó. Thì đó, bắt đầu cái lúc đó là em sẽ nghĩ cái chuyện là giữa mình đi làm công ty để mà có một cái mức lương cố định, nó ổn định, hay là mình sẽ kinh doanh. Thì những cái đó nó thực sự anh nó quyết định bán đo đó mà. Tại vì một cái nó chắc là lương trước em là cũng tốt, nhưng mà cái kiểu như là mình nghĩ là nó chỉ dưới đó hoài thôi, mà không bao nào mình phát triển được hết á. Và lúc con cá nó cũng bất bên, anh biết lúc đó khi mà em nghĩ là xong nhiều khi mình ngồi mình ăn với gia đình, mình ngồi ăn với lại bạn bè, ăn với lại anh em trong gia đình á, cái người ta hỏi mày làm gì bán bây cá. Giờ mày làm gì, nó nói em bán cá, mà bán cá bảy màu nữa cơ, quê không? Nó bán cá người ta hỏi cá gì, cá la hán, cá dĩa hay là bán cá rồng này, nó cá rồng nữa, em bán bảy màu cái họng trời. Cái màu nó bèo có ngày 2000 con mày bán rồi mấy cái gì mày nuôi vợ nuôi con. Thì sao mình đi bỏ công việc như vậy mà đi bán con cá bảy màu. Thì lúc đó mình cũng chỉ biết cười biết im nghe thôi chứ đâu cãi được, tại vì lúc đó mình không có gì hết trơn hết đó. Đúng rồi. Giờ sau đó khi mà em nghỉ làm một công ty rồi đâu cỡ được tầm vài tháng cái em quyết định là em mở một cái quán tiệm cá bảy màu. Chuyên bảy màu thôi, chuyên bảy màu. Dạ, lúc đó em còn bán cà phê nữa cả. Đó là em thích cái mô hình là mình gắn như mình muốn vừa ngồi uống ly cà phê mình gắn con cá. Em thích cái đó lắm. Thì bây giờ mà
mình không chưa giờ mình chưa làm được. Cái lúc đó mình nghĩ đó mình nên làm, tại lúc đó ở cái thị trường nó chưa có ai nói riêng bảy màu, em không biết rộng, em không biết, tại lúc đó ở riêng bảy màu thôi thì chưa có ai làm cái chuyện đó hết. Thì em quyết tâm em làm cái đó, nó đơn sơ thôi nhưng mà nó là cái gì đó ước mơ của mình. Đúng rồi. Đó. Mình đang thực hiện, hiện giờ mình đang thực hiện là mình đang thực hiện ước mơ của mình. Dạ, đúng ngày rồi. Trước mình đi làm, cho dù mình đi làm lương có cao cỡ nào thì mình đang thực hiện ước mơ của người khác. Dạ đúng rồi. Cho nên sau này khi mà mình về hưu, mình nghỉ hưu rồi lúc này thì mình con mình lại tiếp tục như vậy. Dạ. Cho nên bây giờ từ khởi điểm bây giờ nếu mình thực hiện cái ước mơ của mình thì sau này nó cũng là nghề gia truyền, cha truyền con nối này nọ ha. Dạ. Em cũng hy vọng rồi tụi nó chịu theo nghề ba. Mà có đứa nào có tín hiệu mê cá chưa? Chưa. Em mẹ chó mẹ mèo chứ hay chơi mê cá. Cái này sau này hướng thôi, sau này người yêu mà mê không. Cá thì dạ. Cũng sẽ nói sau này nó theo nghề được thì tốt, thì không thì cũng không sao hết, tại vì mình có ước mơ của mình, nó có ước mơ của nó thôi. Mình không khống chế được chuyện gì đó. Đúng. Dạ. Thì không biết là cái cảm xúc của em như thế nào, tại vì ngày xưa thì khi mình đi làm á, mình chơi cá với bé thôi, không biết. Dạ. Rồi sau này khi mà mình bây giờ mình thành một cái chủ tiệm rồi. Dạ. Thì không biết bây giờ cái cảm giác của mình như thế nào á. Dạ, nói chung thì em vẫn nhớ cái ngày đầu mà khi mà em mở cái tiệm đầu tiên á, là em nhớ là cái lúc đó khi mà trước cái ngày khai trương á, là sau khi mình công bố là mình sẽ khai trương ngày đó OCD gì đó, thì tối hôm đó gần như em không ngủ được, em thức trắng đêm nguyên đó luôn. Tại vui mình, em hào đúng không, mình cảm thấy mình sướng lắm rồi, mình cảm nghĩ như mình làm được cái gì đó. Và đúng là sau khi cái nghề nó dạy nghề, mình bắt đầu mình từ con cá mình đâu ai biết được, tại vì gần như không có trường lớp nào nó dạy một cái nghề bán cá đó. Hồi đó đâu có tưởng tượng rằng mình đi mua con cá như vậy mình về mình chơi sau này mình thành một cái thương hiệu. Dạ đúng rồi, đó rồi đó, gần như không biết, tại vì khi em với bạn bè em á, em nói gì con cá không à, nhiều khi mình nói là nhà tôi nuôi con cá vậy á, tụi nó không quan tâm đâu, tụi nó không cùng cái đam mê với mình. Giống như là ngồi trên bàn mà mình nói chuyện về chuyện khác ấy, là nó bị lạc quẻ không? Dạ đúng rồi. Thì tới bây giờ luôn, khi mà sau tính được nếu mà mở tiệm tới bây giờ đâu đó nó phải tầm 5 năm rồi. Nhưng mà bây giờ thì người ta có cái nhìn khác với em chưa? Dạ nói chung thì khi bây giờ mình có một cái cơ sở, mình có một cái nói chung mình công việc này, mình mới chứng minh được là mình làm nuôi được vợ, làm được con, mình giúp đỡ gia đình phần nào. Thì dẫn đến người ta cũng bớt cũng có nhìn nó tốt hơn về cái nghề bán cá này. Thì nó cũng đỡ. Từ bao tới bây giờ khi mà em làm, sau khi em mở tiệm chắc giờ phải 5 năm, tính được tiệm luôn là 5 năm, thì em vẫn thấy là nó sướng lắm. Tại vì anh như mình nói, em nói từ đầu với mình làm cái gì với đam mê á, nó không phải là làm nó không cảm thấy mệt mỏi đó. Đúng rồi, mệt chứ. Mệt vẫn mệt nhưng mà cái định mệt kiểu khác. Dạ đúng rồi. Mệt sướng. Mệt sướng. Dạ. Thì trong tương lai giống như nãy em đã nói anh đó, là trong tương lai em sẽ có thể mở ra một cái ngoài bảo, là một cái chuỗi tiếu gấp bi 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Chắc anh nghĩ là trong tương lai khi mà mình thực hiện được cái đó mình còn sướng hơn vậy gấp trăm lần ha. Dạ, cái đó là chắc nó hơi về kinh doanh rồi. Chuỗi thì nó nghe hoành tráng. Nó hoành tráng quá. Em chỉ mơ ước em làm thêm một cái đó nữa. Để mà ví dụ như, tại vì em có những khách họ không ở gần đây, vừa họ ở vừa em ở tụi mình đi, có những khách họ ở đâu đó quận 7, quận 4, nhà bè rồi bệnh gần hơn, cái họ kêu là em muốn mua anh quá mà giờ xa quá em đi không được, thì em cũng muốn mình cách nào đó thì họ không đi được thì mình sẽ xích gần lại họ hơn. Thì với cái năng lượng, với cái niềm đam mê của em hiện giờ thì anh nghĩ là ngày gần đây không xa đâu anh sẽ được tham dự cái khai trương mà của cái tiếu gấp bi 1, 2 của em. Thì cũng chúc cho em là sớm đạt được thành công như em mong muốn. Dạ, em cũng mong lắm. Thì bây giờ Tếu đó đã là một cái chủ một cửa hàng, một cái thương hiệu, nói chung là cũng có tên tuổi ở thị trường cá cảnh. Dạ. Thì không biết rằng em có những cái lời chia sẻ nào cho những bạn có đam mê giống như em, mà họ cũng có ý định là họ mở tiệm cá cảnh hoặc là họ chơi sâu hơn. Dạ. Mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Dạ. Thì em cũng biết nói như thế nào, nhưng mà em mới nghĩ là làm đi, có nghĩa là khi mình đam mê gì đó, mình muốn thực hiện cái gì đó thì mình phải làm đã. Mình làm mình biết mình làm được hay không, thực hiện từ từ ha. Dạ đúng rồi, mình làm thì mình sẽ có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, mình bước đã mình mới biết nó được hay không, chứ mình đừng sợ. Là nhiều khi mình sợ quá cái mình không dám làm, mình tới cái mình bị trôi cái ước mơ của mình đi. Còn ví dụ mình làm đi, mình làm tới đó mình làm không được thì mình thay đổi. Nhưng mà mình phải làm đã, chứ ít ra mình
mình cũng đã dám phát hiện cái đam mê của mình ra. Và quan trọng là mình đừng có nản, mình đừng có bỏ cuộc, mình đừng có thấy mà mới nuôi con cá nó chết hay là mới làm hồi sinh nó xấu quá mình không dám làm nữa, thì dẫn tới mình không thực hiện được cái đam mê mình, mà cứ làm đi. Và em tin, em vẫn tin như bản thân em áp dụng cho em ơi, em chỉ biết mình không có gì ngoài niềm tin, thì em tin nếu mình cứ cố gắng một ngày đó mình sẽ có cái gì trong tay. Mình cứ làm, thực hiện ước mơ của mình, tới một ngày nào đó thì cái ước mơ này sẽ, cái thành công sẽ đi đến với mình. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em vì những lời chia sẻ vừa rồi. Ok, thì cũng cảm ơn Tiếu về buổi tham quan Tiếu Gupy Store ngày hôm nay, cũng cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của Tiếu. Mình cũng xin chúc các bạn đam mê các cảnh hãy tiếp tục sống với đam mê của mình. Nếu các bạn có những cái khó khăn, những cái khúc mắc, những cái gì đó cần tư vấn thì liên hệ, có thể liên hệ với em ha, có thể liên hệ với Tiếu để Tiếu sẽ sẵn sàng trả lời những gì mình biết được. Tốt quá các bạn, cảm ơn Tiếu. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.